một hai bốn dây dây đi ba bốn gõ cánh cửa to năm sáu nhặt quay lên đi bảy tám chạy chung ra sân chín mười một chú gà béo mười một mười hai đào và sơi mười ba mười bốn nhân viên phục vụ mười lăm mười sáu họ trông nhớ bếp mười bảy mười tám họ chờ thức ăn mười chín hai mươi dìa trống trơn rồi một hai bốn dây dây đi ba bốn gõ cánh cửa to năm sáu nhặt quay lên đi bảy tám chạy chung ra sân chín mười một chú gà béo mười một mười hai đào và sơi mười ba mười bốn nhân viên phục vụ mười lăm mười sáu họ trông nhớ bếp mười bảy mười tám họ chờ thức ăn mười chín hai mươi dìa trống trơn rồi.